Chào mọi người đã đến với kênh Nguyễn Chí Đạm á. Thì mấy hôm nay không có review cái keo 3T mấy anh em nha, cái keo mà dạng chuyên dán xây dựng nè. Keo này dán làm cứng như định luôn á, bán rất là nhiều luôn. Lô về là 240 chai. Hết thì về thêm. Có 65 ngàn tiếp anh em nha, dán xây dựng, dán đa năng, anh em muốn dán gì dán. Độ khô nó tầm khoảng ngày nha anh em, 24 tiếng. Đó, một tiếng anh em. Nha. Dán sắt nè, dán alu, dán gì đó nha. Kỳ này mà hôm qua hôm kia về hết mới về lại nè, được 240 chai, 10 thùng, thùng 24 chai nha. Đó, 65 ngàn tiếp. Keo dán chuyên dụng, dùng trong xây dựng à, anh em dán alu rồi dán sắt, dán gạch, dán gì đó, nhưng mà lưu ý là dán nó phải đủ cái độ cứng, nó mới đủ, nó chết keo mới cứng được nha. Chứ anh em dán vô cái mà không có gì giữ lại là nó chân lùi á ha. Keo dán là chúng ta phải có nó đủ độ chết nó mới cứng được. Những anh em nào xài này nhiều rồi anh em biết ha. Rồi cái này về thêm mấy cây bắn ti nữa nè nha. Cây bắn ti 550 hết rồi nha mấy anh em. Giờ về cây này là cây 600 mấy á. Anh em chờ xíu coi 600 mấy mình quên này. Ủa Sang, cây này 600 mấy à, rồi 680 anh em ơi nha. Đó, cây bắn ti 608 rất là đẹp và cứng cáp luôn ha. Này của hãng Liên Bao nha, 680 cây đó, cây bắn ti mini nha. Đinh thì anh em hay yên tâm, đinh thì không có thiếu gì đâu, đinh mình nhiều lắm. Rồi đây những phụ kiện đó nè, cây bắn ti dùng thục bê tông anh em ơi nha. Phụ kiện nè, đầy đủ đồ luôn ha, có kim quả, có lò xo nè, có chốt nè, có dầu nè, có vệ sinh nè, có kiến đeo nè nha. Cây bắn ti đẹp dữ lắm đây anh em. Đó, đẹp ghê chưa, MBM ha, cứng cáp cực kỳ luôn nha. Sáng giờ bán cũng nhiều, về 50 cây đó. Thùng này nè, thùng lớn đây nè, thùng lớn thùng bên kia nữa kìa nha. Đó, thùng này là 25 cây rồi, mới về thì luôn á nè, 50 cây ha. Đinh nằm đây nè, đinh 2400 con nha. Nó đinh nó nhiều loại lắm, đinh dù à, đinh dù đó, 2400 con này, dù mini nè anh em. Đó, đinh dù có nè ha. Rồi mini nó có nhiều loại lắm. Móc, móc rồi bát nữa. Làm đinh dù anh em xài nhiều nhất. Cái này đinh lớn, anh em mua đinh thì nó mini dùm nha. Tại nó có loại đinh lớn nè, nhìn cái bắn ti lớn. Lớn thì mini thì ở đây nè. Đó đây nè, móc nè, 20-25. Cũng 2400 con luôn nha. Đó, là cái đầu này, đầu mini nè. Còn đầu lớn nè, anh em mua mình nói rõ dùm cái nha. Không lấy lộn là không có xài được đâu. Đầu mini là xài cây mini, đầu lớn xài được cây lớn ha. Đó, không có giống nhau được. Rồi móc nè ha, móc 20 rồi này, bát 5 ly đây nè, nó có loại bát nữa nè anh em ha. Thục lên cái thì nó có bát này để chúng ta có thể đóng la phong, ta móc cây kẽm vô đây, lỗ 5 ly nhưng không có ren, nó mini ha. Rồi có đủ nha, không thiếu. Rồi đó, mới về cái này hạng thô tò. Cái này total nó về mà giá rẻ quá mấy anh em ơi. Giờ mấy cái thùng này không biết làm sao bán đây. Thùng của total giờ cái thùng này của hãng Chu Bờ nè, 80.000 cái. Mà trong khi đó cái thùng của hãng Chu Bờ này 80.000 cái nè. Đó. Nho xíu à. Nha. 80 mà trong khi đó của hãng total cái 80.000 đẹp lắm, mà total ít nó không có hàng thôi. Thôi thì anh em nào mua hộp nào anh mua ha. Và cái này là 165.000, này có xuất Đài Loan nè, của hãng Buddy này mà, của hãng Buddy 165.000, này của hãng Chu Bờ 80.000 đó. Hoặc là thùng lớn hơn là 250, to đụng luôn nè, 250 ha, học được con quýt đó nè. Đó rồi, ngoài cái mấy dung dịch đó thì mới về thêm cái chai vệ sinh bố thắng cũng rẻ lắm anh em. Đây 65.000 chai vệ sinh bố thắng nha, anh em nào bố thắng trước nè, lớn sau rồi đó. Đó thì vệ sinh hệ thống bố thắng, bụi bặm xịt vô cho nó sạch, nó 65.000 thôi. Anh em dùng dầu, dùng xăng nào vệ sinh không có tốt đâu nha. Dùng cái chai này nó bảo vệ mấy cái ron này nọ của mấy cái xin phốt rồi đó anh em ha. Nó sẽ dùng cái chai chuyên dụng vệ sinh bố thắng 3T 65.000 thôi. Hoặc là kem đánh bóng kim loại nè, đang kem đánh bóng kim loại cái này 70.000 tiếp. Rồi hoặc là cái chai vệ sinh dầu nhớt anh em ha. Anh em nào mà rửa xe nha, rửa sơn, rửa xích, rửa xe mà đa phần dính dầu nhớt bụi bặm gì đúng không, ok quất cái này nè, xịt 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 ha, cọ cọ cái là sạch bông sáng tinh luôn. Những cái nhôm, những cái gì đó anh em rửa một phát là tuyệt vời luôn.
1 lít mà có 90 ngàn thôi, rất là rẻ. Rồi xin dùng nhớ ha, 90k. Đó. Rồi anh em nào mà muốn xịt sơn xịt á thì có thể dùng dòng này ha, Chenlup nè, 85 ngàn, mỡ bò nước. Nha, cái dòng này mỡ bò nước nè anh em, ha, vệ sinh xịt vô sơn xịt bạc đạn ổ bánh răng rồi nè. Đó. Dòng này nha, xịt ra mỡ bò nè. Mỡ bò nước. Vệ sinh bình xăng con, giá đang sale 35 ngàn chai nè anh em. 35 ngàn chai, giá đang sale nha, rất là rẻ luôn. Bình thường cái này tới 50 ngàn nữa, sale hết cái lô, tại cái lô này mình về là lý do anh ôm số lượng nhiều. Anh em biết thời điểm lúc này á, là nhiều người họ muốn đẩy hàng đi, giảm giá đẩy số lượng nhiều anh em, nên nó mới có những cái giá tốt. Đó, anh ôm cái này tới 1.000 mấy chai, 1.200 chai anh em, mà bán cũng hơn phần nửa rồi, em mới được cái giá tốt này, 35 ngàn chai này nữa. Hết thì cái dòng này nó sẽ quay về cái giá là 50k một chai. Anh thì nó không còn ưu đãi nữa, tại mình lấy nhiều bán chậm lên, nó chung vốn. Thật sự lấy 1.200 chai thì bán nó đâu phải bán tươi tươi, tại mình bán lẻ mà. Ví dụ như anh em đi cái nhà phân phối ta lấy 1.200 chai là ít, tại mỗi lần người ta giao là mấy chục chai không à, cả trăm chai mà. Mình đó thì mình bán lẻ, mỗi khách lấy 1 chai 1 chai 1 chai bán hết 1.200 chai này nó hơi lâu. Nói như vậy cái người bán lẻ nó bán chậm vậy đó. Rồi anh em đừng quên cái kem chét bọc tường nha, 45k một củ nè. Đó, kem này dùng để chét những cái lỗ trên tường mà màu trắng, anh em chét vô phát là tuyệt vời mặt trời luôn, là nó che, nó phủ bít hết những cái lỗ mà lỗ khoan ở trên tường ha. Đó, kem chét vết nứt tường này nọ ha, ngon lành cành đào luôn. 45 ngàn tiếp này, hũ nửa ký nha anh em. Đó, của hãng Botany, cái dòng này sản xuất tại Thái Lan. Botany ha, này nè, Make in Thái Lan nè, thấy không? Đó, của hãng Botany. Rồi cái tiếp Botany nữa thì có cái gì đây mình giới thiệu cho anh em nữa ha. Botany cái này về đầy đủ rồi nè. Đó, đây là sơn chống trượt, chai sơn xịt chống trượt màu đen của hãng Botany đã về rồi nha, giá 120 ngàn một chai. Chai này là 600ml, 600cc, sơn chịu nhiệt màu đen. Đó, màu nhôm với là màu nhôm đen mờ. Đen mờ nè, 130 ngàn chai ha. Này sơn chịu nhiệt. Sơn chịu nhiệt anh em, này lên chịu tới 600 độ C á. 1200 độ F, ha, chịu lên tới 600 độ C, màu đen nè. Đây là màu nhôm aluminum. Thấy màu aluminum sơn như vậy nè, màu đen nè. Ha, này sơn lâu quá rồi. Rồi sơn phủ trong suốt. Đây một chai sơn phủ nè, trong suốt. Đây sơn phủ trong suốt này là để giống như là người ta phủ một cái lớp trên bề mặt sơn bảo vệ nè. 75 ngàn chai. Này sơn lót cho nhựa plastic nè, anh em sẽ sơn lót cho nhựa nè, cho nhôm nè, cho kính nè, cho inox nè, đây nè, stainless steel nè, sơn lót xong người ta mới phun sơn lên để cho tăng cái độ bám á nè. Rồi này là sơn mạc rơm cán gương, ngay mạc rơm cán gương, sơn lót nhựa 130 ngàn chai, mạc rơm cán gương này 190 ngàn chai. Xịt bóng vỏ xe của Botany, mấy dòng Botany thì tại Thái Lan hết sản xuất nha. Xịt bóng vỏ xe này 120 ngàn chai, cao su bọt nở farm, cao su bọt nở này là 175 ngàn chai, Thái Lan sản xuất nha. Rồi ở đây là dưỡng sơn anh em, đó dưỡng sơn của hãng Mekun Indo sản xuất, giá là 90 ngàn chai. Ngoài ra những cái mỡ bò chịu nhiệt nha, mỡ bò này là dạng mỡ bò mềm đó anh em, mềm em thay vô những cái máy khoan nè, máy khoan rồi máy mài nè, ok nè. Của hãng Kit giá là 105.000 một hũ nha. Kit 105.000 hũ, đạt sản xuất tại Korea, Made in Korea nha, thương hiệu Kit nè anh em ha. Đó, mỡ bò chịu nhiệt. Cái này nó chịu lên tới khoảng 160 độ C nha. Anh em có thể tham khảo trên cái phần mà Kit, anh em lưu ý là Kit G3 nha. Nó sẽ có 3 dòng Kit, Kit G1, Kit G2, Kit G3 nha. Cái dòng Kit G3 này chịu lên tới 160 độ C nha. Cái dòng này anh em có thể tham khảo tại website là kitloop.gscontact.com nè, nó sẽ có thông số đầy đủ trên đây luôn nha. Còn về cái anh em tham khảo theo dòng này. Còn về cái độ C á, thực hệ trên đây thì nó không có hiển thị trên đây là nó chịu bao nhiêu độ C này nha, không có nha. Mà trên cái hệ, trên cái phần mềm cái hệ thống đó là nó có chịu tới 160 độ C luôn. Rồi nhớ đi anh em, nhớ xe máy nè, nhớ xe số nha, có 120 ngàn một chai lít. SN dòng full tổng hợp nha, full synthetic dòng full tổng hợp, dành cho xe số xe ga mình hết hàng rồi. Rồi súng bóp cò sơn 345 ngàn một chai súng vậy.
súng này để anh em gắn vào những chai sơn đó, anh em phun như Victoria vậy đó nha, súng này xài ngon lắm. Rồi đây là xịt chống thấm màu đen nè, xịt chống thấm màu đen, xịt chống thấm trong suốt, xịt chống thấm màu đen 110.000 chai, chống thấm trong suốt 110.000 chai, lon tẩy sơn 95k một lon, lon tẩy sơn anh em khui ra cẩn thận nha, nhớ đeo găng tay, đeo kính, đeo khẩu trang nha anh em, mà dính da là nó lột da luôn, nó nóng tẩy dữ lắm, nên đục một cái lỗ nhỏ, né né xa xa, đục một lỗ nhỏ, tại vì cái lon này nó đóng á, là nó sẽ có cái áp suất trong đây nè. Anh em lưu ý mình dùng cái đinh hoặc cái gì mình đóng một lỗ nhỏ cho xì hơi xong mình mới khử cái nắp nó ra nha. Lưu ý giùm nha, xài cái này phải cẩn thận nha. Lon tẩy sơn dính vô mắt là nguy hiểm lắm. Dính vô da là nó lọt da luôn á, nó nóng nóng dữ lắm. Tại này mình đã xài rồi mình biết 95.000 một lon nha. Hoặc là chai xịt 110.000, tẩy sơn luôn 110.000 chai. Đây, một cái thiết bị mà dùng cái công tắc này dùng thông minh anh em. 250 cái. Cái công tắc này ứng dụng anh em làm gì không? Là nó sẽ dùng đóng ngắt cái phao điện ở trên bộ anh em á bằng nguồn 24V, nó rất là an toàn luôn, nó không có bị giật đó, hay ghê chưa. Ví dụ như cái phao bình thường, cái phao điện trên bộ anh em á, tại anh em xài á, là cái phao á, là nó dùng điện 220 đúng không, còn cái qua cái thiết bị này nè là nó sẽ không còn 220 nữa, nó sẽ có hai dây đen nhỏ này nè, nó chỉ có 24V thôi. Hai dây đen lớn là hai cái dây này á, là nó là dùng cái nguồn 220, này là nguồn 220 nè, qua cái dòng này á, thì chỉ còn 24 thôi. Đây là công tắc nè, chế độ tự động ha, là tự động là anh em cái dắt điện này gắm vô cái motor nha. Ví dụ cái phao mà đóng cái là cái motor này á, là cái nguồn điện nó sẽ kích cho nó sẽ dùng cái nguồn 24V để nó kích cái motor nó hoạt động nha, dùng nguồn 24V để kích cho cái motor hoạt động, điện 220 nó sẽ an toàn khi mà chúng ta đi sửa chữa này nọ trên bồn nước rồi đó. Cái này hôm trước mình có review cụ thể chi tiết luôn nè mà, cái sản phẩm này mình đã review cụ thể chi tiết luôn, anh em có thể tham khảo thêm nha, thì làm rất là cụ thể về cái sản phẩm này rồi, là anh em lắp vô đâu á và kèm theo cái phao này nè đó anh em á, phao cơ nè có nè anh em á, phao điện nè, ô này là cái quên rồi, mấy cái này phao cơ, nó còn cái mấy phao điện nữa, phao điện thì đó 110.000 cái nha, phao điện là phao này nè, đây phao điện nè anh em nha. Phao này thì anh em có thể lắp ở trên bồn nước hoặc ở bể nước ha, nó sẽ có hai cái loại nắp, lắp bồn nước thì lắp khác, đầu dây khác, bể nước là dây khác. Anh em tham khảo thêm cái video cũ đi, mình có làm kỹ lắm về dòng này mình còn có ít thôi, thì lâu quá không chứ review lại. Rồi mấy dòng chống thấm này ha, 185.000, có màn phim không có màn phim là 210.000 nha. Rồi mấy chai này bán rất là chạy luôn anh em, bóng bêu ha. Chạy là sao, nó tiện ích, chúng ta mua cái chai về nó xịt vô đồ gỗ nội thất nó thôi rồi đẹp tuyệt vời mặt trời luôn. Nó có hai loại nha, 1950 là bóng và bóng mờ này, 1950 là bóng nè, là bóng mờ là 1911 nè, 135.000 chai hết, 600cc. Dòng này bán cực kỳ ngon nha, tại vì ví dụ gia đình thì chúng ta mua cho lẽ ra ngoài mua BU kéo dây xịt có đâu mà xịt ha, súng hơi với tôi lê nọ để chúng ta xịt BU nọ nó cực anh em, mua chai này xịt nha, nó cũng đâu mắc đâu, có 135.000 chai cho 600cc nha. Rồi chúng ta xịt cũng nhiều, ok ha. Rồi đây nè, vệ sinh mạch điện anh em, vệ sinh mạch điện tử nè, 110.000 chai Bosony vệ sinh mạch điện tử nha. Rồi đây là cái chai đa năng nghĩa là chúng ta xịt chống rỉ sét rồi này nọ đó ha. Rồi giá là 85.000 chai chống rỉ sét dưỡng sên này nè. Rồi chai sơn phủ inox 120.000 chai nha. Rồi ok đó, thì anh em nào mua thì mình có thể mình ghé quầy này, tại vì nó nhiều quá, tại vì mình cũng không giới thiệu hết được, hôm qua thì giới thiệu anh em cái quầy này rồi nè đó, còn hôm nay thì đây đó, đây có những cái băng keo chống giọt nè, 150 cuộn 15 phân dài 5m cho anh em, của bên cao tấc rưỡi ha, cao 2 tấc thì giá là 190 này, cao 2 tấc đây nè 190 nè, chống giọt máy to rồi anh em á, cực kỳ ngon luôn nha, cái cây này bán rất là lâu rồi. Rồi ok, đèn ha. Đèn pha này 1 triệu 150.000, 200W, đèn này 1 triệu 250, đèn này đang thanh lý 1 triệu 350 UFO nè anh em, và con đèn này cũng đang sale 1 triệu 800W 1 triệu 2, con này thì 1 triệu 1 rồi. Hàng tô tò mấy nay về, mấy hàng mới quá trời luôn mà không có đủ hàng, nó về ít lắm,
total hàng mới về nó chia anh em ha, mỗi đại lý được vài con thôi, không có nhiều. Hơn ngay mấy cái hộp đầu nghề mình cũng được có được mười mấy con thôi. Mười mấy con là những cái đại lý khác người ta không lấy thì mình mới có đó. Chứ ví dụ như bây giờ total nó về là 200 sản phẩm đi. Thì cái hệ thống đại lý của total bây giờ nó nhiều lắm. Chia mỗi người được một chút, không được một chục con nữa. Anh em ha. Rồi anh em cần mua gì nữa thì liên hệ ha. Chai đũa chuột của Liwi, Liwi Moli Botany. Giá này là 160.000 chai nha. Đó. Đây là mấy cái keo keo ron của hãng Sabito. Em ơi, keo ron khá là nhiều luôn, và những cái bay. Đó, đây là những cái Unica. Unica hết. Anh em đừng quên hàng quạt rồ nha, cái kệ quạt rồ nè. Nè, hàng quạt rồ giảm giá 10%. Đó, những cái hàng anh em vô đây lựa được giảm giá nè. Nha. Rồi, ok. Rồi, sản phẩm này cũng đang khuyến mãi nè anh em ơi. Kìm bấm của hãng Queen. Giá này là chỉ có 230.000 thôi nha. 230.000 cho kìm này thôi. 230.000 cho kìm bấm Queen này nha, mở nhanh luôn. Đó, này đang sale nha, mà này không sale nè, 300.000 cây. Nếu muốn mua cái nào mua ha, đều là hai cái mở nhanh hết. Đó. Đây là những mũi khoan inox của hãng Senka chu lục giác, có đủ hết luôn rồi nè. Đã về rồi. Đây là những cái mũi khoan linox ha, mũi cưa kiếm. Cưa kiếm linox. Cưa lọng linox. Rồi bên này là bơm kinh nó công cụ không à mấy anh em ơi. Rồi ok ha, anh em sản phẩm nào thì có thể liên hệ số điện thoại với mua hàng. Giá tại cửa hàng chưa còn bị ship nha, cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại. Quên anh em, nãy quên giới thiệu dòng máy hàng. Điên dòng nè, có con máy hàng mic hai chức năng anh em, giá kiểu 490 thôi nha. Đó, của hãng Kingwell. Cái dòng này là nó chỉ cho cái máy hàng không thôi, không có cuộn dây hàng. Anh em phải mua thêm cuộn dây nha, cuộn dây hàng mic vô khoảng 150 vô. Đó, bỏ trong đây nè, hoặc cái cuộn dây đó, đây, bỏ cuộn hàng mic vô ha. Rồi, nó chỉ cho chúng ta là một cái sợi dây hàng mic với sợi dây mát thôi nha. 1490. Hoặc là con máy hàng này cũng đang khuyến mãi anh em, giá có 890.000 thôi. Anh em ơi, 890.000 thôi, con này hàng que 2.5 ly, 3 ly 2 chỉ chấm này nọ thôi nha. Dòng này thì nó sẽ có đồng hồ của hãng Bonny. Cái dòng này bảo hành 5 hết. Rồi kế tiếp đây là cái con triệu tư 50, con này hàng que 3D2. Này con 950 nè, hàng que 2.5. Con này là 2.850 nha, 2.80 là cái con này là nó hàng 3 chức năng. Hàng mic có khí, không khí rồi hàng que. Nha, cái dòng này thì nó sẽ khác với dòng này. Dòng này là dây rời, tháo dây ra được. Và giá là 2.850 anh em ha, cuộn dây có 1 kg luôn. Và cái dòng này là hàng nó khỏe hơn cái dòng mà mini này. Đó, nhiều lúc anh em thấy cái dòng này nó muốn gấp đôi đúng không, nhưng mà thực sự cái con này là chỉ có hàng không khí thôi nha, hai chức năng là hàng không khí và hàng que. Còn cái con lớn nè, nó là hàng có khí luôn, phía sau nó có cái ống khí nè, đây nè, ống khí nè, chúng ta đi vào đôi khi chúng ta hàng inox có khí nó sẽ đẹp hơn mấy anh em. Anh em có thể là những cái nhà xưởng nhỏ có thể xài được luôn ha, xài có khí. Cuộn dây cũng là 1 kg thôi mà giá nó cũng khá là mềm ha, cũng không mắc, 2.850.000. Trong khi đó mẫu cũ là đã 3 triệu rồi nha anh em, mẫu cũ là 3 triệu đó. Còn cái mẫu này thì nó sẽ cải tiến hơn, cái mẫu cũ là nó sẽ có sợi dây dính liền nè. Hai cái mẫu này là giống nhau, khác nhau chỗ là có sợi dây thôi, cái sợi dây nè ha, sợi dây nè, dây là tháo ra được nha anh em ha. Còn thằng kia là dây dính liền nha, dây dính liền đó, 2.850 anh em ha, 2.850. Đó là về những dòng máy hàng. Nãy giờ quên giới thiệu máy hàng ha, sẵn cái kệ đây thôi, quay lại giới thiệu cho anh em luôn. Rồi về cái máy mà cân bằng laser cũng như nè, đây có 980k thôi, cái dòng này một máy một pin một sạc ha. Đó, còn không anh em muốn mua cái dòng 3D nè, dòng 3D nè ha, cái này là của hãng Makute, giá có 1.450.000 thôi anh em ơi, hai viên pin một sạc luôn nha, khá là mịn, đi xanh hết nha, cái dòng này đi xanh hết đó, nó ra hết luôn ha, quét kênh nè,
tia dưới nè, tia ngang nè, tia bên hông nè anh em, đây nè bên hông nè, đó quét đầy đủ luôn nha. Cái dòng này có 1.450.000 thôi, rất là rẻ đây anh em, 1.450.000 thôi nha. Một máy hai pin một sạc, có chân, có giá đeo đầy đủ luôn, có đồ đeo rồi, có cái đế dưới để nâng lên hạ xuống luôn, đầy đủ luôn, không thiếu gì. Rồi ok anh em ha, bổ sung thêm này nha. Rồi cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.